ba báu vật trong kiếp nhân sinh của Lão Tử. Kính thưa quý vị và các bạn, Lão Tử theo ghi chép của lịch sử, sinh năm 571 trước Công nguyên và mất năm 471 trước Công nguyên, là một nhân vật chính yếu trong triết học Trung Quốc. Sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, thời Bách Gia Chư Tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử là người viết nên tác phẩm Đạo Đức Kinh, là một tác phẩm triết học kinh điển. Ông được công nhận là khai tổ của đạo giáo. Trang Tử, người kế tục nổi tiếng nhất của Lão Tử, đã viết một cuốn sách có ảnh hưởng lớn tới giới tri thức Trung Quốc với các tư tưởng về chủ nghĩa cá nhân, tự do, sự thảnh thơi và nghệ thuật. Cuốn sách này có thể chính là nền tảng của mỹ học Trung Quốc, tuy tác giả không nói gì về điều đó. Trời có tam bảo, tức là ba báu vật, là mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Đất cũng có tam bảo là nước, lửa và gió. Con người có tam bảo là tinh, khí và thần. Lão Tử cũng có tam bảo là từ kiệm, bất đảm vi thiên hạ tiên, nghĩa là nhân từ cần kiệm, không dám đứng trước thiên hạ. Tam bảo của trời đất khống chế vạn vật, tam bảo của con người hun đúc tâm hồn, tam bảo của Lão Tử biểu hiện trong đối nhân xử thế phải nghĩa. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: ta có tam bảo luôn giữ bên mình, một là nhân từ, hai là cần kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Nhân từ mới có thể dũng, cần kiệm thì có thể giàu sang, không dám đứng trước thiên hạ mới có thể thành báu vật. Ba báu vật này là triết học nhân sinh cơ bản nhất trong đối nhân xử thế của Lão Tử, cũng là một trong những tư tưởng triết học mộc mạc căn bản nhất trong Đạo Đức Kinh. Báu vật thứ nhất, lấy thiện đãi người. Lão Tử coi từ, tức là trong nhân từ, là đạo của tam bảo. Vậy từ là gì? Từ chính là từ tâm. Từ tâm chính là tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sự quan tâm và yêu thương. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng: nhân từ mới có thể dũng cảm. Người đàn ông nhân từ có thể chiến thắng, coi đây là nguyên tắc của mình. Trời sẽ cứu họ, dùng sự nhân từ mà bảo vệ họ. Từ cố năng dũng phu tử, dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố, thiên tương cứu chi, dĩ từ vệ chi. Đối đãi với người khác bằng lòng nhân từ, thực tâm thiện đãi người khác mới có thể khơi dậy dũng khí trong lòng họ. Ngô Khởi Giới Binh là một ví dụ điển hình minh chứng cho câu từ cố năng dũng, tức là nhân từ thì có thể dũng. Ngô Khởi yêu quân như con, ông sẵn sàng quỳ xuống dùng miệng của mình hút máu và mủ trong vết thương của binh sĩ bị thương. Điều này khiến các binh sĩ cảm động sâu sắc, nên họ có thể chiến đấu dũng mãnh nơi xa trường, sẵn sàng xả thân vì ông. Lưu Bị trong thời Tam Quốc được người đời vinh danh là tuyệt nhân, tức là người nhân nghĩa nhất, có thể nói là không ngoa. Bằng chứng rằng, khi bị Tào Tháo tấn công ở Kinh Châu, Lưu Bị cần rút lui gấp, nhưng ông vẫn không nỡ bỏ lại những người dân đã đi theo ông. Trong Tập Tạc Sĩ chép: tiên chủ tuy đến đảo gian nan, mà tín nghĩa càng sáng tỏ. Tình thế bức bách, hành sự hung hiểm, mà lời nói chẳng lỗi đạo. Nhớ ân nghĩa của Cảnh Thăng, cái tình cảm động ba quân, mến yêu nghĩa khí của kẻ sĩ, mà cam lòng cùng chịu thất bại. Xét cái nguyên nhân thu được lòng người, há chỉ vì động cam cộng khổ với quân dân, vỗ về người già yếu mà thôi đâu. Sau này làm nên đại nghiệp, chẳng phải là lý đương nhiên sao? Trong trận Đương Dương Trường Bản, quân Tào truy sát tới nơi, các tướng của Lưu Bị đều khuyên ông tạm thời bỏ người dân lại, đi trước là hơn. Nhưng Lưu Bị vẫn không nghe, vẫn cùng bách tính đồng cam cộng khổ. Lưu Bị cũng vì đức tính nhân từ của mình mà đã thu phục được vô số anh hùng trong thiên hạ, như Vạn Đại Quân Sư Gia Cát Lượng, chiến tướng Thiện Chiến Quản Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu. Những nhân vật này đã đóng góp công lao to lớn, giúp Lưu Huyền Đức xưng vương, lập nên nhà Thục Hán, tạo nên thế chân vạc kinh điển cùng với Tào Ngụy và Đông Ngô trong thời đại Tam Quốc. Từ là phẩm chất đạo đức cao đẹp, được truyền từ đời này qua đời khác của người xưa. Bởi vì có từ tâm nên mới có thể thấu hiểu người khác, mới có thể thông tình đạt lý, mới biết cách dùng người. Trên đời này, nếu có một thứ có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện đi theo mình và làm lợi cho bản thân mình, thì đó chính là đối đãi với họ bằng từ tâm. Điều này cũng phù hợp với quy luật ở hiền gặp lành, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, được lưu truyền suốt bao đời qua.
báu vật thứ hai, tôn sùng sự cần kiệm, nuôi dưỡng đạo đức. Kiệm nghĩa là bạn có nhưng không dùng cạn kiệt, mà bồi dưỡng tích lũy, không làm bừa, không xa hoa lãng phí. Tư tưởng tôn sùng sự cần kiệm của Lão Tử xưa nay là một trong những nền tảng quan trọng trong việc bảo thân dưỡng đức của người Trung Quốc xưa. Cũng vào thời Tam Quốc, Tào Tháo yêu cầu bản thân mình khi sống, quần áo của ta đều dùng cả 10 năm, giặt đi khâu lại vẫn dùng tốt. Sau khi chết, ông cũng dặn dò người nhà và thuộc hạ rằng khâm liệm bằng thường phục và không tàng trữ bạc vàng ngọc ngà châu báu. Chu Bá Lư thời nhà Thanh trong Chu Tử Gia Huấn cũng đề xướng: khi mình muốn dùng phải làm theo nguyên tắc cần kiệm, khi bày yến tiệc đãi khách không được hẹp hòi. Trong một bức thư, Tăng Cốc Phiên, nhà nho lỗi lạc dưới triều đại Mãn Thanh, gửi cho tứ đệ của mình, ông cũng chỉ ra rằng: nếu anh em ta nguyện lưu lại một chút ân trạch cho tổ tiên, lưu lại chút phúc khí cho kẻ hậu nhân, ngoài hai chữ cần kiệm ra thì không còn cách nào khác. Hoặc trong nhân gian có những lời răn dạy khác như: cần cù bù thông minh, tiết kiệm có thể dưỡng đức. Mỗi ngày thu thập một bài viết, 10 năm cũng phải chóng mặt. Mỗi ngày tiết kiệm một sợi dây, 100 năm có thể bệt thừng dắt mũi trâu. Về chữ kiệm, người xưa có rất nhiều những câu danh ngôn truyền đời. Điều này thể hiện một cách đầy đủ đức hạnh tiết kiệm, giản dị từ xưa tới nay của cổ nhân. Tôn sùng sự cần kiệm dưỡng đức không chỉ giúp nhân phẩm bản thân người đó thăng hoa, mà còn khiến lòng người ngưng tụ. Họ vừa có thể tích lũy tài phú, lại được giàu sang, phú quý như hàm nghĩa chân chính trong câu kiệm cố năng quảng, tức là cần kiệm thì có thể giàu có, mà Lão Tử đã nói. Báu vật thứ ba: không dám đứng trước thiên hạ. Trong cuộc sống hiện thực ngày nay, rất nhiều người đều có suy nghĩ không muốn đứng sau người khác, tranh bơi lên trên. Phàm là những việc có ích thì ai nấy đều dũng cảm tiến về phía trước, chứ không cam tâm ở lại đằng sau. Nhưng Lão Tử lại tuân theo tư tưởng của ông, từ đó đề xuất một triết học xử thế ngược lại: không dám đứng trước thiên hạ. Không dám đứng trước thiên hạ là một trí huệ nhân sinh. Đạo tiến như thoái, tiến đạo nhược thoái. Trên bề mặt thì người có đức thường khiêm nhường lui về ở ẩn, không dám đứng trước thiên hạ có vẻ như thoái lùi, nhưng về bản chất thoái lại chính là tiến. Thoái chỉ là một biện pháp để tiến lên mà thôi. Cho nên bậc thánh nhân đặt mình phía sau mọi người, lên được ở phía trước, đặt mình ở bên ngoài mà thân còn tồn tại. Thánh nhân hậu kỳ thân nhi nhân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Nguyên tắc xử thế, không dám đứng trước thiên hạ, xưa nay đều được những danh sĩ nổi tiếng nhiều đời trong lịch sử tôn sùng và truyền bá. Trong cuốn Phóng Ông Gia Huấn, Lục Du, nhà thơ thời Tống cũng chỉ ra rằng: dù làm cao quan cũng xin được đặt mình ở phía sau. Tuy cao quan diệt đương lực thỉnh cư kỳ hạ. Dương Kế Thịnh thời Minh cũng dặn dạy con trai rằng: đạo sống hòa hợp với người khác, trước tiên là phải khiêm nhường thành thực. Cùng làm việc thì không được ngại khó ngại khổ, cùng ăn uống thì không được tham của ngon vật lạ, cùng đi thì không được chọn đường đẹp, ngủ chung giường thì đừng chiếm chỗ, thà nhường người chứ không để người phải nhường mình. Trong Tự Vi Mộ Chí Lộ, Trường Đại cũng sùng bái tư tưởng khiêm nhường của Lão Tử như một nguyên tắc xử thế của mình. Ông nói: tranh danh đoạt lợi, xin tình nguyện ở phía sau, xem ngắm trò chơi xin nhường cho người xem trước. Tư tưởng không dám đứng trước thiên hạ của Lão Tử không phải là khiếp sợ, không phải là không dám tiến lên, mà là tinh thần khiêm nhường ôn hòa, lùi để tiến. Đây là đạo xử thế rất giàu trí huệ, giống như biển rộng, có thể dung nạp 100 sông, bởi biển đặt mình nơi đất thấp. Những lời răn dạy của cổ nhân cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Nếu ai cũng có được 3 báu vật này của Lão Tử, ắt sẽ là người hạnh phúc, nhà nhà yên vui, đời đời hưng vượng.